Dạ, con mời ba uống cà phê. Ừ, ba cảm ơn con. Dạ. Ba uống đi ba. Uống miếng thử coi vừa không ba. Vừa vừa miệng không ba? Sao thơm dữ vậy? Dạ. Đúng ý ba luôn á. Ba không thích uống ngọt. Dạ, cái này là cà phê của anh hai con bán bên tiệm á. Xong con đem về nhà cho nhà mình uống thử. Tại con cũng thích uống nữa, con thấy ngon á. Múc mua về nha, pha cho ba mỗi ngày nha. Dạ, khi nào ba muốn uống ba cứ nói con nha, con pha cho ba. Nói cho con nghe này nha, đừng có nói là cho má con ha. Ba không có thích uống trà atiso, mà mẹ của con ngày nào cũng bắt ba uống 2-3 ly hết trơn á. Mấy năm trời này ráng uống cho ba vui á, thiệt sự là ba thích. Dạ, vậy khi nào mà ba thèm cà phê á, ba nói con pha cà phê ba uống nha. Mỗi ngày cứ cho ba 1 ly giờ nha. Ơi atiso nè. Trời ơi, atiso này á làm cho mình á mát gan nè, nhuận trường nè, da dẻ hồng hào nè, ngủ ngon nè, tóc mọc nhiều nè, mượt nè, như là một chàng trai trẻ nè. Mà giờ nó không có thích uống cà phê của con dâu pha. Ừ, thì cứ uống cà phê của con dâu đi ha. Atiso này đâu có quan trọng nữa, đi đổ thôi. Mẹ, mẹ ơi. Con đi liền đi, để bà tính cái vụ này cho. Dạ, đi, 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 đi. Dạ, 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 con lên phòng nha. Ừ, mẹ lên. Chết rồi, tình hình này là căng thẳng rồi. Sao bà toàn tới cái lúc mà mình nói xấu bà không vậy trời. Ăn đi. Ngon quá. Không gì đâu, gì đó. Ăn đi, ăn đi. Tôi mà, khéo tay không? Quá khéo. Bà đúng là người phụ nữ hoàn hảo đấy nha. Chắc là ngon lắm đây. Bởi vì tôi là người phụ nữ hoàn hảo cho nên tôi phải cần kỹ lưỡng xét nét với con dâu của tôi. Mà cái con bé này nó ghê lắm nha bà. Trời ơi, tôi không thể hiểu được tại sao nó có thể lấy lòng hết tất cả thành viên trong gia đình tôi. Bây giờ mọi người ai cũng yêu thương nó hết, ghét bỏ tôi rồi. Bởi vì thằng con gái bây giờ nó dễ sợ lắm. Nó rất là thủ đoạn nha bà. Là sao? Trời ghê lắm nha, bà phải cảnh giác mới được nha. Nó đâu nói nghe coi, cho ý kiến thôi. Mời hai bà qua đây là góp ý ý kiến để tôi dạy dỗ nó lại. Cũng may nha, tôi không có con trai, khỏi cần đi cưới dâu. Quên. Sao chị? Chỉ sợ không có con thôi. Còn có con trai gái gì cũng tốt hết nha. Anh nghe, anh nghe. Gì? Bà có xác minh kỹ chưa? Xác minh coi chừng cái đứa con mà trong bụng con dâu bà đó, nó không phải là cháu nội của bà đâu nha. Trời ơi, bà nói cái gì vậy? Nè, không phải cháu nội bà chứ không lẽ là cháu ngoại bà? Trời đất ơi, nó bậy nó bạ không à? Thôi, bà con nó bậy á, rảnh ghê. Khoan cho tôi nói một câu coi, con có một tôm đàng hoàng. Bởi vì cháu nội tôi mới ráng tôi nhẫn nhịn để tôi cưới nó về làm dâu, rồi để cho nó đẻ ra một cách đàng hoàng tử tế, cháu tôi nó khỏe mạnh. Bà nói bậy quá hả? Nó bậy. Không phải nó bậy đâu, con gái bây giờ nó ghê lắm. Sao đó? Coi chừng nó ăn ốc cho thằng khác rồi nó bắt thằng Tôm đụng vào đó. Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Tụi nó nghe được, tụi nó la bà cho coi. Sao là sao la được? Trời, nhiều khi nó quen một lượt 3-4 thằng nữa nghe. Tôi chứng kiến rồi đó, nhiều khi nó xài cái điện thoại 2 sim 2 sóng, xài thêm cái cùi bắp nữa. Đó, coi như là vừa nói chuyện anh ơi, vừa cúp máy rồi nói chuyện với thằng khác liền. Tôi chứng kiến rồi, cho nên là tôi nói lại là chính xác. Con gái bây giờ là bà phải đề phòng. Thôi nha, bà đừng có quơ đũa cả nắm nha. Sao? Trời con ơi, gái bây giờ có đứa vậy đứa khác chứ không phải đứa nào cũng giống như bà nói đâu. Chẳng thà quơ đũa cả nắm còn hơn á là để rất lẻ tẻ. Mình phải lo xa như vậy mới được. Lo xa quá cho nên tới giờ chưa có ma nào rước đó, vẫn ế đó. Hen bà không nhắc tôi không nhớ đó. Trời bà ơi, bà chưa có chồng mà bà. Trời ơi, không phải ế nha, tôi đi trước xu thế thôi. Trời ơi. Làm giá hả? Ừ, tôi làm giá. Làm giá giờ thành đậu xanh rồi mà cũng chưa có ai nấu chè. Mệt rồi quá. Giờ sao nè, cho ý kiến coi. Hai bà này, tôi mời hai bà qua đây để làm gì? Ăn bún bò. Khoan. Chưa được ăn nữa hả? Thì phải nói đi đàng hoàng coi. Giờ tôi rối quá nè, cho tôi ý kiến coi làm sao giờ. Ý kiến gì? Thì bây giờ tôi phải xử lý nó như thế nào? Tôi thấy nó dễ thương thấy mồ, nó có làm cái gì đâu sai trái mà phải xử lý nó. Trời đất ơi, nó ra mặt nó chống đối mẹ chồng nó vậy mà nó không sai hả? Chắc đợi leo lên đầu má chồng nó ngồi, lúc đó nó không sai luôn á. Nó ốm nghén, nó thèm ăn là chuyện bình thường. Nửa đêm nửa hôm bắt nhỏ lọ mọ nấu ăn giống như mấy bà già khó ngủ như mấy bà. Thế là gì? Tụi nó mình già, chắc ba không già quá. Thì đó, sao mà nó nấu được? Còn nó mời ba chồng ly cà phê là tốt chứ làm sao? Trời ơi, bà dễ thương gì đâu ha. Bà dễ dãi ghê vậy đó. Lòng mẹ bao la quá ha.
Lòng mẹ bao la như chưa thấy mình gần nhà. Là bà đó. Làm sao? Trời đất ơi, bà dễ dãi kiểu đó, hèn gì con dâu bà đó, đang hiếp bà đó. Ủa đó dạ? Bởi vậy muốn mình là giống bà vậy đó. Trời đất ơi, bà phải coi lại á. Coi cái gì mà coi, kệ nó. Nó ăn hiếp cũng được, nhưng mà nó nghe lời. Mà gia đình tôi yên ấm, tôi cho nó ăn hiếp thoải mái luôn, hen. Còn bà đó, bà bớt khó chịu lại chút xíu đi. Để cho con trai bà với chồng bà nó khỏi áy náy, để cho gia đình hạnh phúc yên ấm chút xíu đi, được thôi không? Đi bà nội. Trời đất ơi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình của ta khác gia đình bà khác, tự nhiên rồi xúi gia đình ta giống gia đình bà. Ủa tôi xúi cho hạnh phúc mà. Hạnh phúc cái gì? Trời đất ơi, mỗi đứa mỗi khác, tự nhiên xúi là gì? Hả? Tôi xúi, tôi chỉ góp ý thôi, bà mời mình tới đây góp ý cái gì? Nhưng mà thôi. Hả? Tôi mời hai bà qua đây để làm gì? Ăn bún bò. Ờ vậy thì ăn đi. Cho ăn chưa? Nguội ngắt hết rồi. Ăn xong rồi tự về nghe, tôi không có rảnh tiễn khách đâu á. Em nói ngày này bà này bà mưa nắng bất thường nha. Mời mình qua ăn là phải trân trọng chứ, giống như bố thí vậy đó. Để ra ăn không? Ăn chứ không ăn, không ăn uổng. Đói muốn chết rồi. Ngon rồi. Chịu nhục chút xíu mà ăn ngon ha. Tại vì chằn chọc suy nghĩ quá vậy. Hôm nay chủ nhật mà. Ra đường chơi không? Anh chở đi chơi. Hay là đi qua nhà anh hai uống trà sữa không? Chứ chủ nhật mà đu đú trong nhà chán quá. Không thấy mẹ đang giận hả? Giờ mày đi chơi có nước đi bụi luôn á. Anh muốn đi bụi đời với em không? Đi bụi đời? Có nhà không ở đi bụi đời làm gì? Em mà biết mẹ anh khó vậy á, em không chịu cưới anh đâu. Gì nữa vậy? Ca bài ca ca hoài. Các bài mới được không? Sống ca cái bài nè. Tôi thương chồng tôi. Thôi ráng đi, ráng đi. Ráng chịu đi. Tại số anh xui thôi chứ bộ. Cái gì? Tự nhiên mẹ khó. Đổ thừa số phận là sao? Thì tại số anh xui, anh mới có bà mẹ khó. Mà thấy anh xui vừa vừa thôi. Ba anh kìa, xui lắm luôn. Ráng đi, ráng đi nha, ráng đi nha. Thôi thì có gì mẹ khó thì em ráng nhịn mẹ một chút. Có gì á, anh bù đắp lại cho em sau nha. Đúng là con với cái mà đồ có thứ bất hiếu. Ủa, mà nhà mình xuống ăn, sợ ai? Hả? Ai mà nhìn mình hả? Khinh. Bà tử quá. Em ơi, xuống ăn cơm. Mẹ ơi, xuống ăn cơm. Vợ con nấu canh cua đâu đây, cà pháo mà mày thích đó. Em à, thôi chắc để bà đi kiếm cái chìa khóa phòng coi con sao. Con đi xuống ăn cơm với vợ con đi. Em ơi, em sao vậy? Có nhức đầu có khó chịu gì không? Kệ tôi đi. Đừng có đụng vô người tôi. Mẹ, làm gì ngồi thấy ghê vậy? Cha con mấy người cứ mặc kệ tôi đi. Tôi nằm suốt ở đây có ai thèm hỏi tôi tiếng nào không? Vợ ngồi khúm núm như tội nghiệp lắm vậy. Mẹ, xuống ăn cơm đi mẹ. Vợ con nói đồ ăn ngon lắm đó mẹ. Vậy hả? Dạ. Ngon thì anh chị ăn đi. Ngon quá thì tự thưởng thức đi. Tôi đâu phải là mẹ mấy người đâu. Quan tâm lo lắng hỏi han tôi làm gì? Nói gì kỳ vậy? Vợ nó đồ ăn ngon lắm hả? Ừ, hay vợ chồng ăn đi, ăn hết đi. Tôi có thèm. Thứ gì cũng có ra vậy. Bên vực vợ mình, bỏ mẹ ruột mình qua một bên. Đâu có đâu mẹ. Nhìn mặt con thấy hai chữ đó rồi, bỏ rơi mẹ. Thằng nào mà có vợ mà không vậy, mà không cưng vợ mình hơn là cưng mẹ. Đi ra ngoài đi, tôi không có cần cha con mấy người nữa.
cứ bỏ mặt tôi đi. Vậy thôi con xuống dưới con dọn cơm. Thấy chưa? Có gì thì nó xuống ba dưới mẹ... nó dọn cơm cho em ăn mà. Con dọn trước ba mẹ xuống ăn liền nha. Ừ, xuống dọn đi con. Rồi, rồi. Tao lo cho. Bấm cửa lại. Đi ra, đi ra, đi ra. Cái gì? Đừng đụng vào người tốt. Tội đồ bạc bẽo. Bây giờ nói thiệt nè, anh uống Atiso của em mỗi ngày, em nghĩ đi, anh uống bao nhiêu năm rồi? Trong khi bản thân em uống nó được mỗi ngày không? Em thử đi, rồi sẽ biết được cái cảm giác đó. Bao nhiêu năm nay uống quen rồi, đùng một cái có con dâu mới về, nó pha cà phê cho uống, rồi cái trời ơi, hết mực yêu thương, nâng niu cái ly cà phê còn hơn em nữa. Em sao lo lắng cho anh cái gì? Sợ tăng xong, sợ huyết áp, rồi sợ da dẻ của anh á, rồi đi làm á thể cho người ta thấy hả? Trời ơi, ông Long sao dạo này á hả? Coi như là nhìn nó phong độ dữ vậy ta, hồng hào dữ vậy ta. Những cái đó em lo cho anh á, sao anh không biết đi, tự nhiên giờ uống cà phê là sao? Em ơi, con dâu nó mới về thì mình phải khuyến khích nó chứ. Chứ đâu mà tự nhiên mà mình như vậy được. Thì anh cứ sống với con dâu của anh, với con trai của anh đi. Tôi không có thích sống cái kiểu hả mà giả tạo như nó gì được. Nói gì mà kỳ vậy, trong nhà nhau không à. Cứ cái kiểu đó anh thiệt, anh thấy em càng ngày càng khó chịu rồi đó. Anh nói nghe. Em mà làm riết kìa, riết là con em đó thiệt đó, đó, đó. Bây giờ nó có vợ rồi ha, em làm kiểu kiểu này nghe. Nó sẽ ôm vợ nó, nó quên má của mình. Bản thân của anh là chồng em nè, em làm riết nha, chắc anh cũng... Dạ, dạ. Bởi vì thôi đi, xuống ăn cơm, được chưa? Ăn thôi, đi xuống nhau ăn đi. Mọi người hả, sống với nhau vậy đi, tôi mặc kệ tôi. Cứ bỏ tôi đói một mình tôi đi. Tôi có đói tôi chết kệ tôi. Tôi là con ma chích đói. Tùy em đi. Ủa, mà mình ở trong này, rồi ở ngoài đó mọi người sẽ nghĩ rằng mình là một người mẹ chồng khó khăn, độc ác. Đó, nó sẽ giả nái như là một đứa con dâu đáng thương. Ủa, tự nhiên tôi bị oan vậy trời. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé, người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.